Điều kiện thuận lợi để các loại nắm mốc tấn công các vật dụng trong gia đình, trong đó đặc biệt là các loại tủ quần áo, khiến mùi ẩm khó chịu, chưa kể còn khiến cho tủ hay quần áo dễ hư hỏng hơn. Đó là lý do mà bạn cần phải tìm hiểu về gói hút ẩm tủ quần áo ngay từ bây giờ nhé. Gói hút ẩm tủ quần áo được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay là gói hút ẩm silica gel. Hạt hút ẩm này sẽ có kích thước từ 2 đến 4 mm với tác dụng hấp thụ nước để chống ẩm Thông thường mỗi hạt silica gel sẽ có khả năng hấp thụ nước gần 40% trong lượng của nó. Hiện nay, gói hút ẩm cũng được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như gói chống ẩm, túi chống ẩm, túi hút ẩm. Dù là tên khác nhau, nhưng về cơ bản hình dáng của các loại gói hút ẩm này đều được đóng gói tương tự như các loại trà túi lọc theo các kích cỡ khác nhau để bạn chọn theo nhu cầu của bản thân, gia đình hay doanh nghiệp của mình. Nên mua gói hút ẩm tủ quần áo, bảo quản quần áo giá rẻ ở đâu? trên thị trường hiện nay không quá khó để tìm mua được gói hút ẩm tủ quần áo với nhiều mức giá khác nhau nhưng có một thực tế thấy rằng nếu bạn chọn lựa sai địa chỉ vẫn có khả năng mua phải hàng kém chất lượng không chỉ không hút ẩm được mà còn chưa các thành phần gây hại khác để tránh tiền bất tật mang tốt nhất là vẫn nên mua gói hút ẩm tủ quần áo bảo quản quần áo ở một địa chỉ thật uy tín nhé nếu chưa tìm được nơi nào ưng ý thì thử tham khảo gợi ý với công ty tập đoàn hùng dũng với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm chống ẩm hút ẩm lê sang luôn cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất đặc biệt các sản phẩm về gói hút ẩm túi chống ẩm tại đây đều có giá cả phải chăng rất cạnh tranh trên thị trường bên cạnh đó tại tổng kho hạt chống ẩm hùng dũng bạn có thể mua theo nhu cầu phục vụ cho gia đình hay doanh nghiệp mỗi đối tượng chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những sản phẩm phù hợp nhất ngoài ra ưu điểm của địa chỉ này không chỉ là kinh nghiệm mà còn sự hiểu biết và sự chuyên nghiệp của toàn bộ nhân viên luôn đưa ra sự tư vấn chi tiết, hợp lý cho mỗi khách hàng khi tìm đến, nhận tư vấn và đặt mua sản phẩm uy tín chất lượng tại. Công ty Tập đoàn Hùng Dũng Điện thoại 09868 3 số 2 96 Điều kiện thuận lợi để các loại nắm mốc tấn công các vật dụng trong gia đình, trong đó đặc biệt là các loại tủ quần áo, khiến mùi ẩm khó chịu, chưa kể còn khiến cho tủ hay quần áo dễ hư hỏng hơn. Đó là lý do mà bạn cần phải tìm hiểu về gói hút ẩm tủ quần áo ngay từ bây giờ nhé. Gói hút ẩm tủ quần áo được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay là gói hút ẩm silica gel. Hạt hút ẩm này sẽ có kích thước từ 2 đến 4 mm với tác dụng hấp thụ nước để chống ẩm. Thông thường mỗi hạt silica gel sẽ có khả năng hấp thụ nước gần 40% trong lượng của nó. Hiện nay, gói hút ẩm cũng được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như gói chống ẩm, túi chống ẩm, túi hút ẩm, dù là tên khác nhau nhưng về cơ bản hình dáng của các loại gói hút ẩm này đều được đóng gói tương tự như các loại trà túi lọc theo các kích cỡ khác nhau để bạn chọn theo nhu cầu của bản thân gia đình hay doanh nghiệp của mình nên mua gói hút ẩm tủ quần áo bảo quản quần áo giá rẻ ở đâu trên thị trường hiện nay không quá khó để tìm mua được gói hút ẩm tủ quần áo với nhiều mức giá khác nhau nhưng có một thực tế thấy rằng nếu bạn chọn lựa sai địa chỉ vẫn có khả năng mua phải hàng kém chất lượng không chỉ không hút ẩm được mà còn chứa các thành phần gây hại khác để tránh tiền bất tật mang tốt nhất là vẫn nên mua gói hút ẩm tủ quần áo bảo quản quần áo ở một địa chỉ thật uy tín nhé nếu chưa tìm được nơi nào ưng ý thì thử tham khảo gợi ý với công ty tập đoàn hùng dũng với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm chống ẩm hút ẩm lê sang luôn cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất đặc biệt các sản phẩm về gói hút ẩm túi chống ẩm tại đây đều có giá cả phải chăng rất cạnh tranh trên thị trường bên cạnh đó Tại tổng kho hạt chống ẩm Hùng Dũng bạn có thể mua theo nhu cầu phục vụ cho gia đình hay doanh nghiệp. Mỗi đối tượng chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những sản phẩm phù hợp nhất. Ngoài ra, ưu điểm của địa chỉ này không chỉ là kinh nghiệm mà còn sự hiểu biết và sự chuyên nghiệp của toàn bộ nhân viên luôn đưa ra sự tư vấn chi tiết, hợp lý cho mỗi khách hàng khi tìm đến, nhận tư vấn và đặt mua sản phẩm uy tín chất lượng tại Công ty Tập đoàn Hùng Dũng. Điện thoại 09868 3 số 2 điều kiện thuận lợi để các loại nấm mốc tấn công các vật dụng trong gia đình, trong đó đặc biệt là các loại tủ quần áo, khiến mùi ẩm khó chịu, chưa kể còn khiến cho tủ hay quần áo dễ hư hỏng hơn. Đó là lý do mà bạn cần phải tìm hiểu về gói hút ẩm tủ quần áo ngay từ bây giờ nhé. Gói hút ẩm tủ quần áo được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay là gói hút ẩm silica gel. Hạt hút ẩm này sẽ có kích thước từ 2 đến 4 mm với tác dụng hấp thụ nước để chống ẩm Thông thường mỗi hạt silica gel sẽ có khả năng hấp thụ nước gần 40% trong lượng của nó. Hiện nay, gói hút ẩm cũng được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như gói chống ẩm, túi chống ẩm, túi hút ẩm. Dù là tên khác nhau, nhưng về cơ bản hình dáng của các loại gói hút ẩm này đều được đóng gói tương tự như các loại trà túi lọc theo các kích cỡ khác nhau để bạn chọn theo nhu cầu của bản thân, gia đình hay doanh nghiệp của mình. Nên mua gói hút ẩm tủ quần áo, bảo quản quần áo giá rẻ ở đâu? trên thị trường hiện nay không quá khó để tìm mua được gói hút ẩm tủ quần áo với nhiều mức giá khác nhau nhưng có một thực tế thấy rằng nếu bạn chọn lựa sai địa chỉ vẫn có khả năng mua phải hàng kém chất lượng không chỉ không hút ẩm được mà còn chưa các thành phần gây hại khác để tránh tiền bất tật mang tốt nhất là vẫn nên mua gói hút ẩm tủ quần áo bảo quản quần áo ở một địa chỉ thật uy tín nhé nếu chưa tìm được nơi nào ưng ý thì thử tham khảo gợi ý với công ty tập đoàn hùng dũng với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm chống ẩm hút ẩm lê sang luôn cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm